OneTech Pro xin kính chào quý vị và các bạn. Một lần nữa thật là vui và hạnh phúc được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình YouTube do OneTech Pro thực hiện. 10 lý do bạn nên bọc ghế da ô tô, đổi màu nội thất ô tô tại OneTech Pro. 1. Kinh nghiệm lâu năm, uy tín thương hiệu. 2. Được thi công bởi đội ngũ thợ kỹ thuật có trình độ tay nghề cao về đội ghế, đổi màu nội thất ô tô hiện nay ở Việt Nam. 3. Chất liệu da luôn được chúng tôi chọn lọc kỹ càng và đảm bảo chất lượng cho khách hàng. 4. Chúng tôi sẵn sàng hoàn tiền 100% với sản phẩm lắp đặt lên xe sử dụng không ưng ý. Và nếu khách hàng phát hiện ra bọc có chất lượng không đúng như cam kết ban đầu, ví dụ bọc da công nghiệp loại 1, độn da công nghiệp loại 2, giả da nhằm thu lợi nhuận không chính đáng. 5. Phòng may được trang bị những máy móc hiện đại nhất, đảm bảo hơn rất nhiều những cách làm truyền thống của các cửa hàng thông thường. 6. Khách hàng tiếp cận những model mới nhất về bọc ghế da ô tô, độ ghế, bọc tablo, bọc tati, bọc trần, trải sàn da ô tô, khâu da vô lăng, khâu da núm, cần số, còi ra thị trường. 7. Khi đến với OneTech Pro, quý khách sẽ được tư vấn nhiệt tình và tận tâm bởi chuyên viên có kinh nghiệm lâu năm trong ngành. 8. Chế độ bảo hành hoàn toàn miễn phí, không có bất kỳ rủi ro nào. Hết thời gian bảo hành vẫn được hỗ trợ sửa chữa với nhiều ưu đãi cho khách hàng của nội thất ô tô OneTech. 9. Cam kết khách hàng phải thực sự hài lòng sau khi lắp đặt sản phẩm trước khi ra khỏi cửa hàng. 10. Khách hàng của OneTech Pro sẽ tiết kiệm được những lỗi không đáng có khi thi công ở những nơi không chuyên. Chương trình khuyến mãi khi khách hàng mua sản phẩm tại OneTech Pro. Giảm ngay 10% cho khách hàng sử dụng sản phẩm bọc ghế da ô tô. Giảm ngay 10% khi khách đặt ngay hàng online ngay dưới video này. Khi các bạn mua gói combo, chúng tôi sẽ để cho giá cực rẻ chỉ với 5 triệu đồng áp dụng cho xe 4-5 chỗ, 7 triệu đồng áp dụng cho xe 6-7 chỗ là đã sở hữu chọn gói combo về độ nội thất bao gồm bọc ghế da công nghiệp 1 cao cấp 80% da thật Singapore, khuyến mãi 4 vách cửa bọc da trị giá 1 triệu 200.000 đồng, khuyến mãi sàn da cao cấp trị giá 600.000 đồng, miễn phí 100% công lắp đặt, miễn phí giao hàng trong nội thành hai khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cam kết kiểm duyệt chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ kỹ càng trước khi sản phẩm giao cho khách, bảo hành 3 đến 5 năm. Chúng tôi sẽ hoàn 100% tiền cho khách hàng nếu khách hàng phát hiện ra bọc có chất lượng không đúng như cam kết ban đầu, ví dụ như bọc da công nghiệp loại 1, độn da công nghiệp loại 2, giả da nhằm thu lợi nhuận không chính đáng. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp OneTech Pro. Hotline 1, tư vấn kỹ thuật 0916 816 393 0858 302 555. Hotline 2, tư vấn báo giá 0913 651 544. Website onetechpro.vn, bọc ghế da ô tô.com. Email onetechpro.vn@gmail.com. OneTech Pro, nơi nâng tầm cho xe của bạn. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video. Hãy nhấn giúp chúng tôi đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi có thêm động lực tạo thêm nhiều video bổ ích hơn nữa và nhận được những video mới hoàn toàn miễn phí từ OneTech Pro. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ nó giúp chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn quý vị và các bạn vào một video lần sau.